Chào mọi người. Xin chào mọi người, cô Hằng đây ạ. Ngày hôm nay cô Hằng sẽ có phần livestream về 69 cụm từ hay xuất hiện ở khắp mọi nơi để các bạn cùng học với cô nhé. Nào mọi người ơi, nhìn thấy cô chưa nhỉ? Xin chào tất cả mọi người, cô Hằng đây ạ. Hello everyone, it's me. Today I'm going to show you 69 verb phrases in English that we often use everywhere. That we often use them everywhere. Now, come on. Xin chào. Chắc là đợi một chút rồi các bạn cùng vào nhé. Để chúng ta học nào. Hôm nay cô Hằng sẽ có phần liên quan đến 69 cụm từ mà chúng ta hay sử dụng ở bất kỳ đâu. Chưa có ai cả, chắc là đợi một chút. Chúng ta đợi một chút xíu nhỉ. Các bạn ơi, vào học với cô nhá. Các bạn nếu mà cần thì các bạn chia sẻ lại cái phần video này, chúng ta có thể xem sau nhá. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ có phần liên quan đến 69 verb phrases that we often use everywhere. Nào, 69 cụm từ mà chúng ta thấy xuất hiện ở khắp mọi nơi nhá. Để chúng ta cùng học với cô luôn nào. Nào chúng ta bắt đầu nha mọi người ơi. Cô cho em hỏi để nói tiếng Anh ngữ điệu hay thì mình nên học như thế nào? Thực tế cái phần ngữ điệu thì em phải luyện tập rất là nhiều. Và trong tiếng Anh thì các bạn biết là cái phần ngữ điệu này nó cần các bạn cần practice. Và thêm vào nữa các bạn có học thêm về intonation. Trong cái phần livestream của cô Hằng trên kênh YouTube Tiếng Anh của Hằng Bựa, các bạn lên YouTube gõ Tiếng Anh của Hằng Bựa thì các bạn cũng thấy có một số bài cô đã livestream về cái phần intonation này rồi. Nhưng mà đương nhiên nếu mà em không học trong lớp của cô thì các bạn chỉ cần học được, các bạn chỉ học được một chút ở phần đấy thôi, vì là trên cái clip mà phần livestream của cô ấy thì tất cả những cái phần luyện nó chỉ có hạn chế một chút, nên là mọi người chịu khó là nếu mà tự học thì nó sẽ hơi vất vả thôi nhá. Nào vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học với cô nhá. Trong phần này chúng ta sẽ có một số cụm từ mà các bạn hay sử dụng ở khắp mọi nơi, nên bây giờ chúng ta sẽ học luôn này. Một cụm đầu tiên đó là cụm to be interested in bằng với cụm to be excited about, gần giống nhá, là hào hứng, thích thú với cái gì. Đây là cụm mà hầu như các bạn gặp rất là nhiều thay cái từ like something của các bạn đấy ạ, được chưa ạ? Cô ví dụ chúng ta có một số cụm như sau nhé. Ví dụ, she is interested in detective movies, phim trinh thám. Câu này mang nghĩa là cô ấy hầu như rất là thích ạ. She is interested in detective movies, bằng với câu she likes detective movies, được chưa ạ? Vậy chịu khó mọi người cùng học với cô về phần này để ghi nhớ nhé. Nào cụm đầu tiên chúng ta cùng comment lại cho cô nha. Câu tiên của chúng ta là be interested in hoặc là be excited about. She is interested in detective movies. Ở đây mang nghĩa là cô ta rất là thích cái phim trinh thám, đấy chưa ạ? Rồi cụm đầu tiên nha, mọi người cùng comment lại cho cô nha. Thích thú về điều gì đấy chúng ta dùng be interested in. À, có rất nhiều người đọc từ này là interested. Nếu ai mà bị như thế các bạn cùng comment lại cho cô ạ. Từ này không đọc là interested mà đọc là interested. Interested. Be interested in.
be interested in something or be excited about something. Ở đây mang nghĩa là mình thích cái điều gì đúng không ạ? Vậy ngoài cái việc là she is interested in detective movies, các bạn có thể comment lại cho cô bằng be excited about. Được chưa? Rồi nha, các bạn comment lại cho cô nha để chúng ta cùng học luôn nha. Chào mọi người và học với cô đi nào. Câu tiếp theo của chúng ta này, cụm thứ hai mà các bạn thấy gặp rất là nhiều đó là từ participate in. Participate in bằng với cụm take part in. Participate bằng với cụm take part in mà nghĩa là tham gia hoặc tham dự vào cái gì. Bằng tiếp với cái từ join in. Thông thường join các bạn có in hoặc không có in cũng được. Ví dụ join something luôn đúng không ạ? Join a meeting, không cần join in a meeting nữa. Ví dụ she often joins a meeting every week, every Tuesday. She often joins the meeting every Tuesday. She often joins the meeting every Tuesday. Vậy trong câu này chúng ta sẽ thấy có từ đó là từ joins. Joins the meeting. Joins the meeting. Được chưa? Rồi ạ. Nào, tiếp tục nhé. Câu này của chúng ta nhắc lại nhé. Từ này không đọc là join mà đọc là joins. She often joins the meeting every Tuesday là cô thường phải đi họp vào mỗi thứ ba. Động từ của chúng ta là động từ participate. Từ này không đọc là participate đúng không ạ? Các bạn cùng comment lại nhé. Từ này đọc là participate. Participate hoặc là take part in. Participate hoặc là take part in bằng với lại tham gia hoặc là tham dự. She often joins the meeting every Tuesday. She often joins the meeting every Tuesday là cô ấy thường phải đi họp vào mỗi thứ ba. Được chưa? Rồi cùng comment lại cho cô nha. Các bạn cần câu hỏi gì các bạn cứ đặt câu cho cô ạ. Nhắc lại một lần nữa nha, không đọc từ này là join a meeting mà các bạn phải đọc là joins. Vì lý do âm này là âm j cộng với chữ n đằng sau nữa, âm đằng sau phải đọc là join. Được chưa các bạn? Rồi nha. Nào, cụm tiếp theo của chúng ta này, các bạn hay gặp lại chúng ta sẽ thấy chúng ta có một số từ như là từ be capable of. Be capable of bằng với từ can là có khả năng làm gì? Chỗ này các bạn ghi nhớ sau of chúng ta cộng với lại gerund, verb ing. Được chưa? Be capable of cộng verb ing bằng với can, verb ing. À, verb, xin lỗi. Cô ví dụ nhé. She is capable of creating a whole new marketing strategies. Strategy. She is capable of creating a whole new marketing strategy. Đọc lại một lần nữa nhé. Chúng ta có câu là to be capable of, có nghĩa là có khả năng làm gì đấy. Có khả năng làm gì các bạn sử dụng cho cô là be capable of. Be capable of verb in bằng với can verb đúng không ạ? Có khả năng làm gì. She is capable of creating a whole new marketing strategy. Nào, ở đây cô sẽ slow down lại một chút nhé. Nào, chào các bạn ạ. Rồi, comment xuống dưới để cô biết nha. She is capable of creating a whole new marketing strategy. Ở đây cô có một từ đó là từ cụm từ be capable of cộng verb in là có khả năng làm gì? Có khả năng làm gì? Nào, với các bạn. Được chưa mọi người ơi? Nào, nhắc lại một lần nữa nhé. Chúng ta có cụm từ be capable of cộng verb in. Ở đây tôi có một động từ là động từ create. Creating a whole new marketing strategy. Vậy trong này chúng ta dịch là gì nhỉ? Rồi, ở đây cô thấy có một số bạn vừa hỏi lớp của cô. Nếu mà bạn nào cần hỏi các lớp của cô Hằng, các bạn cứ inbox cho cô ạ. Vì hiện tại cô đang có một số lớp chuẩn bị khai giảng ngay sau Tết. Lớp này thì phục vụ cho các bạn đang muốn tập trung vào kỹ năng nói này, kỹ năng phản xạ và phục vụ cho công việc. Tiếng Anh dùng cho đời sống và công việc nha. Nào, câu này của chúng ta là câu she is capable of creating a whole new marketing strategy. Câu này dịch là cô ấy có khả năng tạo ra được cả một cái chiến dịch marketing mới. Whole ở đây mang nghĩa là cả thôi. Cả một cái chiến dịch mới. Được chưa? Ok, ở đây các bạn hỏi là tại sao trong câu cô có thể là có join in hay là không in. Thì cô nói là join, có thể sử dụng join something luôn hoặc join in something. Được chưa? Rồi nhá. Bạn nào cần hỏi thì các bạn cứ hỏi đi. Rồi, tiếp tục nha. Chúng ta nói lại này. She is capable of creating a whole new marketing strategy. Được rồi ạ. Tiếp tục nha. Chúng ta sẽ có câu tiếp theo của chúng ta này. Nào, câu này mời các bạn đặt câu cho cô luôn nhá. Đó là cụm từ to take over. Take
over something, được chưa ạ? Take over, câu này mang nghĩa là tiếp quản hoặc là quản lý cái gì đấy. Khá giống như cái từ manage của các bạn đấy ạ, được chưa ạ? Take over bằng với cụm từ là manage, gần giống thôi, các bạn không nhớ là chúng ta có thể sử dụng lẫn cho nhau được, nhưng nghĩa của nó không quá đồng đẳng với nhau. Take over là chúng ta có thể quản lý cái gì đấy từ ai, đúng không ạ? Rồi nào, mời các bạn cùng comment cho cô một ví dụ về từ take over này nhé các bạn ơi. Từ này của chúng ta đọc lại một lần nữa nhé. Chúng ta đọc từ này là take over, không đọc là take over, vì chúng ta có một phần linking sound rất là dễ dàng ở đây. Từ take với từ over thành take over. Take over. À, ở đây có từ ever, có âm ever cuối. Vậy theo American English, giống như cô Hằng đang nói, thì chúng ta sẽ sử dụng từ này thành cong lưỡi lên. Take over. Được chưa mọi người? Rồi nhá, từ này của chúng ta là take over. Take over. Ok. Ví dụ như chị Phương Trần Thanh có đặt một câu với cái phần be capable of này. Đó là she is capable of leading a well large of group people. Câu này sẽ là a well large group of people. Được chưa? Chứ phải large of group, đúng không ạ? Nhắc lại nhá. Câu này của chúng ta có từ là từ take over, là tiếp quản hoặc quản lý một cái vấn đề gì đấy, đúng không ạ? Now, ABC group has taken over our project, our educational project. Rồi, câu này đơn giản dịch như sau nhá. ABC, đây là một ví dụ của cô Hằng ạ. Bây giờ mời các bạn cùng đặt cho cô câu như thế này nhá, với cụm từ take over này. Đặt câu với take over. Nào, đặt câu thử xem khả năng của mình đến đâu nhá các bạn ơi. Mời các bạn đặt câu với take over. Ở trên cô cũng có một ví dụ cụ thể mà cô đã lấy này. ABC Group has taken over our educational project. ABC Group has taken over our educational project. Nào, câu này dịch là gì nhỉ các bạn nhỉ? Câu này ví dụ các bạn muốn nói là he has took over, câu này của chị Phương Trần Thanh là sai, vì lý do chúng ta không sử dụng là took đi với has, bởi vì quá khứ của chúng ta có từ quá khứ phân từ là từ taken. Đó, nhớ nhé, câu này của chúng ta là từ a group, ABC group has taken over our educational project. Câu này có nghĩa là cái tập đoàn ABC đã tiếp quản cái dự án về giáo dục của chúng ta, đúng chưa? Vậy mời các bạn cùng đặt câu cho cô một câu nào. Nào, mời các bạn đặt câu nhé. ABC Group has taken over our educational project. ABC, ABC. Đúng rồi, ABC Group has taken over our educational project. Được chưa? Rồi, như vậy nhắc lại một lần nữa này. Trong câu này, khi mà các bạn làm, các bạn chịu khó phải để ý xem là cái câu của mình đang sử dụng là thì gì nha các bạn ơi. Ví dụ như I had taken over a hard project from my manager. I had taken over, bạn có câu là I have taken over a hard project from my manager. Câu này dịch là tôi vừa mới tiếp quản một cái dự án rất là khó từ người quản lý của tôi. Ok, đồng ý ạ, bạn làm rất là hay. I haven't taken over receptionist position for 4 years. No, I haven't taken over the receptionist position for nearly four years. Four years. Rồi, ok. Tôi đã tiếp quản cái vị trí lễ tân trong khoảng 4 năm rồi, gần 4 năm rồi. Vậy ở đây có hai câu các bạn nói rất là hay, là câu I haven't taken over chứ không phải là had nha. I haven't taken over a hard project from my manager, or I haven't taken over receptionist position. Ở đây là vị trí là người quản receptionist là lễ tân ạ. Được chưa? Tiếp tục ạ. Masson Group has taken over all activities of Vinmart since 2019. Rất là hay ạ. Tập đoàn Masan đã tiếp quản công việc kinh doanh của Vinmart từ năm 2019. Very good. Masan Group has taken over all activities of Vinmart since 2019. He taken over that company after his father died. Ok, để ý vào cái việc chia nha. Jade will be taking over our restaurant while the manager is on leave. Rất hay. Jade. Bạn có câu là Jade will be taking over our restaurant while the manager is on leave. Cụm từ is on leave là nghỉ,
nghỉ phép, nghỉ làm. Được chưa? Rồi, rất là hay. Đây là những câu mà các bạn ấy vừa nói, các bạn có thể sử dụng thêm. Cô có livestream trên một số post khác nhau, nên là cô đọc comment ở các post khác nhau nhé. Được chưa ạ? Rồi, nhắc lại nhé. Đấy cho cô, đấy ạ. Tiếp tục này, câu tiếp theo của chúng ta sẽ có một số cụm khác này. Ví dụ cụm to be willing to. Là sẵn lòng làm gì? Nào, ví dụ he is willing to help or to hand us to have to give rồi to help to lend a hand, cô xin lỗi, lend a hand in this stuff. Rồi, he is willing to lend a hand in this stuff. He is willing to lend a hand. Cụm từ lend a hand ở đây mang nghĩa là chúng ta giúp đỡ nhau đấy, bằng cái từ help. Được chưa? Rồi nhắc lại một lần nữa nhé. He is willing to help. Thành he is willing to lend a hand in this stuff. In this stuff là trong những cái việc này, trong việc này. Được chưa? Rồi nhá, nhắc lại một lần nữa này. Câu này của chúng ta có cụm từ be willing to. Be willing to là sẵn sàng làm cái việc gì đấy. Sẵn sàng làm cái việc gì, sử dụng cụm từ be willing to. Được chưa? Be willing to. Được chưa các bạn ơi, cùng comment cho cô một câu xem nào. Với cụm từ be willing to, câu này dễ đúng không ạ? Sẵn lòng, sẵn sàng làm cái gì đấy. Giống kiểu ready, đúng không? Đấy cho cô, nếu các bạn sử dụng là she will rồi thì sẽ không có takes over nhé. Bởi vì lý do từ will chúng ta sẽ phải cộng với một động từ nguyên thể các bạn nhá. Không dùng là she will takes over the job next month đâu. Câu này có thảo sai nhá. I can take over these projects from your company. Your projects đi với từ these, phải có thêm chữ SC nha. Rồi, nhắc lại một lần nữa này, chúng ta có câu he is willing to lend a hand in this stuff. He is willing to lend a hand in this stuff. Be willing to verb, được chưa? Rồi, mời các bạn comment xuống dưới ra nào, một số từ nào. Cô có lớp online tại thời điểm này không? Có em ơi, nhưng mà nếu mà các lớp online của cô hiện tại bây giờ thì các bạn xem cái phần inbox ấy, các bạn nhắn tin cho cô thì cô sẽ tư vấn cho các bạn phù hợp với trình độ, bởi vì là hiện tại cô đang có các lớp về 4 kỹ năng này, rồi các lớp về chuyên giao tiếp. Nếu các bạn cần thì các bạn có thể hỏi cô qua phần inbox nhé, đặc biệt là những bạn mà muốn học online này và đang ở xa. Được chưa? Rồi, ok nhé các bạn ơi, chúng ta có từ là từ lend a hand. Rồi, lend a hand bằng với help, và chúng ta có cụ be willing to verb là sẵn lòng làm cái gì đấy. Sẵn lòng làm gì đấy nhé các bạn. Nào, phần tiếp theo của chúng ta này, chúng ta có câu be tired of cộng với mình mệt mỏi, chán nản điều gì. Câu này quen quen đúng không ạ? Ví dụ bây giờ các bạn đang muốn vắt chanh bầu bỏ, các bạn sẽ nói I am tired of loving you every day. Cụm từ này các bạn sẽ dịch là gì đấy ạ? Chán nản về cái điều gì đấy, các bạn sử dụng to be tired of. To be tired of cái gì đấy, chán nản, mệt mỏi về cái điều gì. I am tired of loving you every day. I am tired of. Ở đây có rất nhiều đọc là tired hoặc là tired thì không có đúng nhỉ, bởi vì lý do là cái từ này là có tired. Tired. I am tired of loving you every day. Nếu mà cô đọc nhanh nhẹ các bạn sẽ đọc là tired, tired, tired. Còn nếu đọc chậm sẽ là tired, tired of, tired of. Được chưa? I am tired of loving you every day. Tôi đã quá chán với việc phải yêu cô hàng ngày. Được chưa? Tôi nhắc lại một lần nữa nhé. Chúng ta có từ là từ tired of loving you every day. Tired of loving you every day. Được chưa? Rồi, be tired of. Được chưa các bạn ơi? Comment được chưa ạ? Xong rồi chúng ta tiếp tục chuyển nha. Những cụm này khá là dễ nè. Nhớ là sau of, tức là sau preposition, sau giới từ các bạn phải cộng với verb in nhá. Nếu các bạn cộng với verb bình thường các bạn sẽ sai ngay về phần grammar đấy ạ. Nên là phải cộng với verb in. Được chưa mọi người? Rồi ok, tiếp tục nào, chúng ta sẽ có câu tiếp theo. Chúng ta có câu là câu be responsible for bằng với lại cộng verb in nhá. Bằng với take responsibility for. Take hay là have đều được.
Sách hay là have đều ok nha. Tức là có trách nhiệm. Có trách nhiệm làm gì đấy. Nhắc lại này, chúng ta có từ be responsible for. Be responsible for bằng với cụm từ have hoặc là take responsibility for. Đấy chưa? Thỉnh thoảng các bạn còn nói là hold responsibility for cũng được. Ví dụ nhé. Mr. J holds responsibility for controlling customer care services in our group. Mr. J holds responsibility for controlling customer care services in our group. Đây là một ví dụ nhé các bạn ơi. Rồi, nhắc lại một lần nữa này, chúng ta có câu như sau. Mr. J holds responsibility for. Tức là ở đây cô nói là chúng ta có động từ have, động từ take, hoặc thỉnh thoảng chúng ta có động từ holds cũng ok. Tức là các bạn dùng như thế nào cũng ok nha, chứ không ai thắc mắc là tại sao change thì nó là have a take và dưới động từ hold nha. Các bạn dùng như thế nào cũng được. Nhớ đọc từ này đọc là hold. Hold có nghĩa là chúng ta cong lưỡi lên một chút xíu mình chữ đờ. Hold. Mr. J holds responsibility for controlling customer care services in our group. Có nghĩa là có trách nhiệm làm điều gì? Ông J cái giữ cái trách nhiệm về cái việc controlling, controlling là kiểm soát customer care services là các dịch vụ chăm sóc khách hàng in our group trong tập đoàn của chúng ta. Ông J giữ nhiệm vụ và giữ cương vị là cái người mà phải kiểm soát các hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty của chúng ta, được chưa? Rồi nào mời các bạn cùng comment cho cô xem có một số từ nào mà các bạn làm quen làm viết được với cái câu số 7 xem nào. Nào, cho cô một ví dụ xem nào. Được chưa mọi người ơi, cùng comment cho cô một ví dụ xem nào. Được chưa? Rồi nhá, cô xem các bạn có một số câu ví dụ xem nào. Rồi, có một số bạn vào ví dụ như là nói I am taking responsibility for supporting customers. Cũng rất là hay. Câu đấy mà nghĩa là tôi có. I am supporting customers. Nghĩa là tôi đang phải hỗ trợ khách hàng. Support customers. Chăm sóc khách hàng. Rồi, my sister ought to be responsible for. Ought to be responsible for. Thì nhớ cái từ ought không chia ở chữ T. Đúng không? Ought to. Ought to là động từ should. Yeah. Ought to. Bằng với should và sau đó cộng với verb nguyên thể nhá, verb infinitive. Vậy chỗ này nếu mà em nói là my sister ought to be responsible for taking care of her children thì được rồi. Cái cụm từ này ought to không chia nhá. Mr. J holds responsibility for controlling customer care services in our group. Được rồi. Được chưa? Tiếp tục nào. Rồi, được chưa mọi người ơi? Tiếp tục nha, cô đã thấy có một số comment rồi, chúng ta tiếp tục chuyển này. Câu tiếp theo của chúng ta có cụm từ đó là từ 8 này. Chúng ta cụm từ come up with, được chưa? Giống như cái từ figure out, tìm ra, hoặc nghĩ ra. Tìm ra hoặc nghĩ ra sử dụng cụm từ come up with. Tìm ra hoặc nghĩ ra.
Rồi, tìm ra và nghĩ ra nhé các bạn ơi. Vậy chúng ta sử dụng cụm từ come up with hoặc là figure out. Come up with hoặc là figure out. Được chưa ạ? Tìm ra và nghĩ ra điều gì đấy ạ. Nào, cùng ví dụ nhé. We haven't Rồi, now, we haven't come up with any new idea for the promotion campaign next season. We haven't come up with any new ideas for the promotion campaign next season. Đây là một ví dụ của cô Hằng nhé. Nào, mời các bạn cùng comment một câu với cái phần come up with này xem là chúng ta làm được đến đâu nào. Come up with bằng với từ figure out. Come up with bằng với từ figure out. We haven't come up with any new ideas for the promotion campaign next season. Câu này là we haven't come up with any new ideas for the promotion campaign next season. Động từ come up with bằng với từ figure out. Figure out là tìm ra cái điều gì đấy đúng không ạ? Ví dụ như I don't figure out the way he knows me. Đó, câu này dịch là gì ạ? Tôi không tìm ra cái cách mà anh ta biết được tôi. Tôi không hiểu là tại sao anh ta lại biết được tôi. I don't figure out the way he knows me. I don't figure out the way he knows me. Được chưa? Là tôi không biết được cái cách mà tại sao anh ta tìm được ra tôi và anh ta biết được tôi. Vậy câu sử dụng cụm từ là I don't figure out the way he knows me. Được chưa? Rồi câu tiếp theo của chúng ta là we haven't come up with any new ideas for the promotion campaign next season. Nào vậy câu này dịch như thế nào đấy ạ? Câu này dịch là we haven't come up with any new ideas for the promotion campaign next season. Campaign, từ đây không đọc là campaign đó. Vì lý do cái đuôi GN này chúng ta đọc bình thường thôi ạ, được chưa? Đọc chữ này chữ N bình thường là campaign. Chúng ta đọc là campaign khi các bạn nhìn thấy chữ G nhá. Next season. Câu này là chúng tôi không tìm ra được bất kỳ cái ý tưởng nào cho cái promotion campaign. Hai chưa biết từ này thì ghi cho cô nhá. Đây là từ mới các bạn cũng ghi xuống để chúng ta cùng một là tương tác với cô, hai là các bạn chịu khó chat lại những từ này để chúng ta luyện được cái kỹ năng writing của mình để tránh việc sai chính tả. Đặc biệt là các bạn học sinh của cô Hằng ấy, khi mà các bạn comment vào đây thì cô thấy là hầu hết là các bạn đúng. Còn nếu mà các bạn nào mà không để ý đến phần writing của mình, các bạn sẽ thấy là toàn viết sai chính tả và đây là một lỗi cực kỳ là ngớ ngẩn ạ. Promotion campaign ở đây mang nghĩa là cái chiến dịch quảng bá. Promotion campaign, chiến dịch quảng bá, được chưa ạ? Comment được chưa? I have come up with who stole my wallet. Được chưa? Rồi, Thảo Ly ok em ơi. Very good. Rất là chăm học đúng không ạ? Các bạn đây đều là học sinh của cô này. Chăm học phết đấy ạ. Học hết trên lớp và học trên này. Rồi, được chưa? Đọc lại một lần nữa nhé. Chúng ta có từ là từ I don't figure out the way he knows me. Là tôi không biết là làm sao anh ấy có thể biết được tôi. Và câu tiếp theo là we haven't come up with any new ideas for the promotion campaign next season. Tôi không biết được cái chúng tôi vẫn chưa tìm ra được cái ý tưởng nào mới cho cái chiến dịch quảng bá vào mùa tới. Nào tiếp tục nhé, một số bạn nữa là chiến dịch quảng bá của chúng ta phải đọc là promotion bởi vì trọng âm của nó sẽ rơi vào thứ ba các bạn nhé. Promotion, à xin lỗi thứ hai, promotion campaign. Promotion campaign mà nghĩa là chiến dịch quảng bá. Rồi, tiếp tục nha các bạn. Chúng ta có một số từ nữa này. I have to figure out some new kicks for the tape buffet at our... Figure out, tìm ra, nghĩ ra. Okay. Nên sử dụng là I have to figure out some recipe for the new kicks. Some recipes. Ở đây mang nghĩa là một số công thức nấu bánh, nhưng mà là tìm ra cái bánh. Đúng không em? Mình sẽ không nói là mình tìm ra cái bánh đâu em. Nghe nó hơi ngớ ngẩn một chút xíu nên là chịu khó là nói là recipe là công thức làm bánh nhé. Recipes for new cakes. Đó. Là công thức làm bánh ạ. Đó. Cake recipes là được ạ. Cake recipes. Được chưa? Từ này không đọc là receipt nha. Recipe. Dùng một trong hai từ này các bạn ơi. Tôi có một câu là từ recipes for new cakes hoặc là cakes recipe. Cake recipes. Được chưa? Tôi tiếp tục ạ, chúng ta có một số từ nữa này. Từ tiếp theo của chúng ta là từ ở đây cô có một từ là từ catch up with. Catch up with nó nghĩa là đuổi kịp điều gì. Khá giống với từ update.
update, cập nhật à, đúng không? Catch up with, nè. Thông thường câu này khá là giống khi bọn nói chuyện à. Các bạn có thể sử dụng chung với cái từ update này cũng được, tức là nó na ná nhau. Ví dụ nhé, we would like to catch up with each other, so we held we'd like to catch up with each other, so we held we sorry we will hold a party this weekend. Cụm từ này không phải là chúng tôi muốn đuổi kịp nhau, mà câu này mới nghĩa là chúng tôi muốn cập nhật thông tin từ nhau. We'd like to catch up with each other, so we will hold a party this weekend. Chúng tôi muốn cập nhật thông tin từ nhau. Ví dụ như bạn bè lâu ngày, đúng không? It's for a long time that we haven't met each other, and this weekend I'm going to hold a party for my friends to meet up. Đúng không ạ? Lâu rồi chúng tôi cũng chẳng gặp nhau, chẳng biết gì về nhau cả. Vì thế nên this weekend I'm going to hold a party for us to meet up. Là chúng tôi chuẩn bị phải hold a party, là tổ chức một bữa tiệc để chúng ta có thể gặp gỡ và nói chuyện. We want to catch up with each other. We want or we would like to catch up with each other. So this weekend I'm going to hold a party. Vì thế vào cuối tuần này tôi sẽ hold a party. Được chưa? Vậy từ bây giờ chúng ta học được đến 9 cụm, nhưng thực tế là bây giờ tầm 18 đến 20 cụm rồi, đúng không? Nhắc lại một lần nữa nha. Từ này đọc là catch up with. Catch up with mang nghĩa là đuổi kịp điều gì đấy, đuổi kịp cái gì, update cái gì đấy. Ví dụ như theo kiểu là physical, bằng cách này chúng ta đang chạy trên đường chẳng hạn, chúng ta là oh I want to catch up with this blue car, là tôi muốn đuổi kịp cái xe màu đỏ này, đúng không ạ? Xin lỗi, cái xe màu xanh này, các bạn cũng nói là I want to catch up with this blue car or that blue car, là tôi muốn, I want to catch up with that blue car, tôi muốn đuổi kịp cái xe màu xanh đấy. Còn nếu mà các bạn nói về thông tin, tức là những cái mà nó giống như kiểu là nói ý ấy, thì chúng ta nói là tôi muốn đuổi kịp mày, I want to catch up with you, mà nghĩa là tôi muốn cập nhật thông tin từ bạn, đúng không ạ? Chúng ta cùng gặp nhau nói chuyện phiếm đi. Đó, được chưa? Ok, rồi, các bạn comment được chưa? Rồi ạ, ngày hôm nay thì cô Hoàng sẽ livestream đến đây nhá. Phần này của cô nói về cái phần liên quan đến một số cụm, 69 cụm mà hầu như là xuất hiện everywhere, gặp được rất nhiều nơi. Nếu mà bạn nào cần câu hỏi gì, các bạn cứ gửi inbox cho cô ạ, về các khóa học của cô hoặc cần tư vấn bất kỳ điều gì. Thế thôi nhé mọi người ơi, that's all for today. Bye bye, see you. Chào mọi người ạ.